Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục Điểm tin 24 giờ của chúng tôi. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Bão số 13 gió giật cấp 15, Hà Tĩnh đến Quảng Nam mưa rất to từ ngày mai. Bão số 13 được dự báo sẽ đổ bộ đất liền vào ngày 15 tháng 11, nhưng ngay từ ngày mai sẽ gây mưa to đến rất to cho các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ ngày 13 tháng 11, tâm bão số 13 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 410 km về phía đông, đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 12, 100 đến 135 km trên 1 giờ, giật cấp 15. Ban kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 220 km tính từ tâm bão. Ban kính gió mạnh từ cấp 10, giật cấp 12 trở lên khoảng 90 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km. Đến 7 giờ ngày 14 tháng 11, tâm bão ở vùng biển phía nam quần đảo Hoàng Sa, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 12, 100 đến 135 km trên 1 giờ, giật cấp 15. Vùng nguy hiểm do bão trên biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 13,0 đến 18,0 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 109,5 đến 117,5 độ kinh đông, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km. Đến 7 giờ ngày 15 tháng 11, tâm bão ngay trên bờ biển từ Quảng Bình đến Quảng Nam, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, 60 đến 90 km trên 1 giờ, giật cấp 12. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, đi vào đất liền Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 7 giờ ngày 16 tháng 11, trung tâm áp thấp ở trên khu vực Trung Lào, sức gió mạnh nhất ở vùng trung tâm áp thấp giảm xuống còn dưới cấp 6, dưới 40 km trên 1 giờ. Gió mạnh, sóng biển trên biển. Vùng biển phía nam khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa và phía bắc khu vực giữa Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 8, cấp 10, vùng gần tâm bão cấp 11, 12, giật cấp 15, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, vùng gần tâm bão 8 đến 10 mét, biển động dữ dội. Từ đêm nay 13 tháng 11, vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi bao gồm cả huyện đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn, có gió mạnh dần lên cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9, cấp 10, giật cấp 12, biển động rất mạnh. Gió mạnh trên đất liền. Từ sáng ngày 14 tháng 11, trên đất liền từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, vùng ven biển có nơi cấp 9, giật cấp 11. Mưa lớn từ 14 đến 16 tháng 11, từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam có mưa to đến rất to, với lượng mưa từ 150 đến 250 mm, có nơi trên 350 mm. Ở Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Ngãi có mưa to 50 đến 150 mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão là cấp 3. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin tiếp theo. Tạm giữ 5 hành khách là có bom trên chuyến bay đi Thành phố Hồ Chí Minh. Chuyến bay BL6011 từ Hà Nội đi Thành phố Hồ Chí Minh ngày 12 tháng 11 của hãng Pacific Airlines đã phải tạm ngừng cất cánh để kiểm tra an ninh an toàn sau khi một nam hành khách có biểu hiện tâm lý bất thường, liên tục la hét và nói có bom. Tin từ hãng Pacific Airlines cho biết chuyến bay BL6011, số hiệu liên danh VN6011, dự định cất cánh lúc 11 giờ 25 ngày 12 tháng 11 từ sân bay Nội Bài đi Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi tất cả hành khách lên máy bay, tổ bay chuẩn bị đóng cửa để khởi hành, thì một nam hành khách có biểu hiện tâm lý bất thường liên tục la hét và nói có bom. Tổ tiếp viên lập tức triển khai quy trình ứng phó bao gồm trao đổi với cơ trưởng, tạm ngừng chuyến bay và phối hợp với lực lượng chức năng tại sân bay để xử lý sự việc. Nam hành khách sau đó được lực lượng chức năng đưa vào nhà ga để tiến hành thẩm vấn xử lý. Đồng thời tất cả các hành khách còn lại cũng được đưa trở lại nhà ga để kiểm tra an toàn, an ninh đối với hành lý, hành khách và máy bay theo quy định. Trong thời gian chờ xử lý sự việc, Pacific Airlines đã điều một máy bay khác và tổ bay dự phòng để đưa hành khách từ Hà Nội đi Thành phố Hồ Chí Minh. Giờ khởi hành mới của chuyến bay BL6011 VN6011 là 17 giờ.
Hiện cơ quan chức năng tại sân bay Nội Bài vẫn tiếp tục xử lý đối với 5 hành khách nêu trên. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin tiếp theo. Quảng Ngãi yêu cầu ca sĩ Phương Thanh gỡ bài viết xúc phạm người dân. Cơ quan chức năng của Quảng Ngãi yêu cầu ca sĩ Phương Thanh gỡ bài viết với nội dung vu khống người dân tham lam, can me tiền từ thiện. Ngày 12 tháng 11, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi cho biết, trong buổi sáng cùng ngày, cơ quan chức năng tỉnh đã có buổi làm việc với Phương Thanh liên quan đến việc nữ ca sĩ này đăng tải bài viết không đúng sự thật trên mạng xã hội. Theo Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi, ngày 29 tháng 10 năm 2020, ca sĩ Phương Thanh đăng tải bài viết trên mạng xã hội với nội dung: sáng nay chăn đi từ thiện một làng bị cô lập ở miền núi tỉnh Quảng Ngãi, nhiều người dân trên bờ chỉ bị ảnh hưởng nhẹ, không nằm trong vùng mưa lũ cũng can me, đồn, Đoàn Thủy Tiên tới cho tiền kia 10 triệu, toàn can me 10 triệu, không bị lũ lụt lắm cũng can me tiền, vô tình tính tham của con người cũng bắt đầu trỗi dậy. Tiền đi trước có lời trước, nhưng về hậu sẽ gây ra nhiều nhiễu loạn, vì ai cũng nhắm vào tiền và đồ nhu yếu phẩm bị vứt bỏ, tấm lòng của biết bao người, mua ngày thức, làm đêm cực khổ. Người đang cần thì không có, người không cần thì bị phát dư thừa, xong đem vứt bỏ. Cái gì cũng có hai mặt, cứu được mặt phải tạm thời thì mặt trái cùng nổi lên. Ngay khi đăng tải bài viết tạo ra làn sóng phản hồi dữ dội trên mạng xã hội, đặc biệt là những người dân Quảng Ngãi, nhiều bình luận bày tỏ bức xúc, phản đối bởi Phương Thanh đã có sự nhầm lẫn về mặt địa lý khi cho rằng xã Đài Lộc, huyện Đài Phong thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Vấp phải sự phản đối gay gắt của dư luận, nữ ca sĩ đã xóa thông tin về địa điểm cũ nhưng vẫn giữ nguyên quan điểm bài viết của mình. Tính đến thời điểm hiện tại, bài viết của Phương Thanh thu hút hơn 28.000 lượt like, trên 22.000 bình luận và 2.700 lượt chia sẻ. Tại buổi làm việc sáng nay, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu ca sĩ Phương Thanh cần làm rõ việc cô có đến Quảng Ngãi làm từ thiện hay không, đồng thời phải giải thích rõ ràng về việc xúc phạm người dân Quảng Ngãi. Theo cơ quan chức năng, hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên Facebook cá nhân của Phương Thanh đã vi phạm quy định của pháp luật về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội được quy định tại Nghị định 15 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện. Cụ thể là đã cung cấp thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Tại buổi làm việc này, ca sĩ Phương Thanh cho biết bản thân sẽ xin lỗi lực lượng công an các tỉnh vì trong hành trình của mình đã tự ý đến những khu vực nguy hiểm khi có bão lũ, đồng thời cho rằng vụ việc bị đẩy lên cao là do xuất hiện nhiều tài khoản Facebook ảo bình luận kích động vào các trang mạng xã hội. Nữ ca sĩ thông tin, sau khi chuyển những tài liệu cho công an đã đăng một bài viết khác nói rõ ràng mọi chuyện. Đáng chú ý, ca sĩ Phương Thanh không đưa ra ý kiến nội dung bài viết của mình là đúng hay sai và cho rằng chỉ đang phản ứng thực trạng mặt trái của từ thiện và không có mục đích xúc phạm người dân tỉnh Quảng Ngãi hay Quảng Nam. Thông tin một số trang mạng quy chụp cho rằng Phương Thanh tố người dân Quảng Ngãi là hoàn toàn không đúng. Theo ông Nguyễn Thanh Sơn, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi, tại buổi làm việc, ông đã yêu cầu ca sĩ Phương Thanh gỡ bỏ ngay bài viết và phải có sự đính chính, câu trả lời thỏa đáng cho tỉnh Quảng Ngãi.